Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm tin chính có trong chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên là thông tin dự báo thời tiết về ngày mai 19 tháng 5. Nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mức nhiệt độ 40 độ vẫn duy trì nhiều giờ trong ngày. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày mai nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao duy trì và kéo dài trong ngày. Theo dự báo thời tiết ngày mai ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. Theo dự báo thời tiết ngày mai của cơ quan khí tượng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng 23 tháng 5. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai, dự báo các khu vực này sẽ có nắng nóng vào buổi sáng, trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-35 độ, có nơi trên 35 độ. Buổi chiều tối và tối có mưa rào nên trời dịu mát. Vào ngày 20 tháng 5, mưa rông diễn ra trên diện rộng ở các vùng này. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Hòa Bình 38-41 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33-36 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong những ngày qua, khu vực huyện Con Prông thường xảy ra động đất. Tính riêng từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, khu vực này đã xảy ra 12 trận động đất loại này. Trung tâm tin báo động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã phát đi 3 bản tin thông báo động đất liên tiếp chỉ trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Theo đó, tối muộn ngày 17 tháng 5, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 2 trận động đất liên tiếp với độ lớn 4,0 và 3,3, với độ sâu chấn tiêu là 8,3 và 8,1 km. Cả hai trận động đất này đều không gây ra rủi ro về thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này. Trận động đất có độ lớn 4,0 độ Richter xảy ra vào 21 giờ 33 phút 18 giây ngày 17 tháng 5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km. Tại tọa độ 14,8 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông thuộc địa phận huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Trước đó, vào lúc 21 giờ 6 phút 11 giây ngày 17 tháng 5, khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,3 tại tọa độ 14,8 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trong đêm, lại một trận động đất nữa xảy ra tại khu vực này, cụ thể vào hồi 18 giờ 22 phút 13 giây ngày 17 tháng 5 năm 2023,
tức 1 giờ 22 phút 13 giây giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023, một trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,8 độ vĩ Bắc, 108,27 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trong những ngày qua, khu vực huyện Con Plong thường xảy ra động đất. Tính riêng từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7 độ Richter. Chiều 23 tháng 8 năm 2022, khu vực này đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,7 độ Richter, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trận động đất có độ lớn cao thứ hai tại khu vực này đã xảy ra vào trưa 18 tháng 4 năm 2022 với độ lớn là 4,5 độ Richter. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, tháng 6 năm 2021, Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra. Đầu tháng 9 năm 2022, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt mới 3 trạm quan trắc cảnh báo động đất tại Thủy điện Thượng Kon Tum, nâng tổng số trạm quan trắc thuộc khu vực hoạt động của thủy điện này lên 6 trạm. Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Con Plong cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn, mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực trên. Tuy nhiên, chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Kon Tum nói chung, huyện Kon Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0 độ Richter. Viện cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền, người dân tại khu vực này. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân, chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Đặc biệt khi có động đất xảy ra, chính quyền người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng chống động đất và sóng thần. Khi nhận được thông tin về động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Ủy ban nhân dân các cấp phải bằng mọi hình thức thông báo đến người dân trong khu vực, tổ chức hướng dẫn sơ tán dân, huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra động đất sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người bị mất tích, đồng thời tổng hợp thông tin, báo cáo khẩn cho cấp thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại do động đất sóng thần gây ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới nhất để cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.